qua phênh vênh có bao mái đầu, hát hiu vàng anh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mơ mộng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu xóm vắng im lìm, ai rung lên tiếng mắt ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng reo thêm, đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe hai thoáng du câu mến chiều. Nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều. Theo gió về của cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm còn dậy hương, để dịu bước chân ai trên đường. Để nhìn xóm khuya không buồn, vì người biết mang tình thương. Đường về dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mơ mộng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm. Buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ đăng tải và gửi tới các bác hai bộ loa Bookcell đến từ thương hiệu JBL. Và đây là hai cặp loa trong cái dòng Studio đầu 210 của hãng. Hai cặp loa này thì công suất giống y chang như nhau, nó chỉ khác nhau một chút về kiểu dáng thôi. Đều là loa Bookcell 2 đường tiếng. Kiểu dáng của cặp đang đặt cạnh ampli thì nó thuần Bookcell hơn, còn kiểu cái cặp bên cạnh thì nó có một kiểu dáng vát rất là độc đáo và lạ. Cả hai bộ sản phẩm này thì đều đầy đủ hai vế e căng hết các bác nhá. E căng chính là lưới loa đấy các bạn. Bộ sản phẩm JBL Studio 210 đang được Thanh Tâm Audio sale off với mức giá là 5 triệu một cặp các bác nhé. Bác nào lấy cặp nào thì cũng có giá như nhau hết, tại vì cái thiết kế nó khác một chút về cái kiểu dáng loa thôi, còn về cái phần công suất thì nó y chang như nhau cả. Mình sẽ quay cho bác xem. Đây là phía sau của cái cặp đứng Studio 220 trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Cầu loa bắp chuối được làm bằng gỗ MDF bọc vernier vân gỗ, còn con này là Studio 210. Nó chỉ khác mã thôi, còn y chang như nhau về cái công suất đấy các bạn. Con loa này thì nó đặc trưng, nó ưu điểm hơn thằng kia có cái là nó sẽ có hai cái ngàm để các bác có thể bắn lên tường này. Đó. Phía trên được làm bằng bóng, còn mặt xung quanh được làm bằng vân gỗ. Về cái cấu hình của hai cặp loa này thì đều sử dụng cái bass đường kính khoảng 8 cm, tép dôm đường kính 3 cm. Và cái phần nhựa cao su bảo vệ cái phần mềm, cái phần viền của bass cũng như của tép thì nó sẽ hơi loang lổ một chút, tại vì nó là bằng vân cao su, nó sẽ rất là bám bụi các bác nhé. Chỉ có 5 triệu một cặp thôi. Hiện tại em đang có hai cặp sale off, cái mức giá như thế là rất là tốt. Bác nào quan tâm tới một trong hai cặp JBL Studio 210 và 220 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Trông bé nhỏ gọn nhưng mà chất âm rất là hay các bác nhé.
thử một chút băng nhạc khác các bác nhé. Em này thì tiếng rất là hay, mức giá thì rất là ok, 5 triệu cho một thương hiệu loa đến từ Mỹ. Về cái công suất của loa thì mỗi loa đánh khoảng 50W một kênh, trở kháng là 8 ohm. Các bác có thể mua về để ghép ampli để chơi nhạc cũng, hoặc có thể mua về làm loa surround cho những hệ thống xem phim cũng được. Cái mức giá của nó cũng dễ chịu thôi. Tôi xin dâng tình tôi trọn đời.